lực tư vấn và làm hồ sơ du học Mỹ. Thì Tân Đại Dương biết rằng hiện nay visa Mỹ vẫn là một vấn đề then chốt khởi đầu cho mọi chuyến đi Mỹ. Để giúp cho các bạn có thêm thông tin tham khảo về các thủ tục và những thắc mắc thường gặp, thì dưới đây Tân Đại Dương xin chia sẻ một vài tình huống thường gặp trong quá trình xin visa Mỹ như sau. Đầu tiên là nếu mà bạn không thể tham dự phỏng vấn như đã hẹn thì bạn có thể xin phỏng vấn vào một ngày khác. Vì bất cứ một lý do nào đó mà đương đơn không thể đến phỏng vấn vào ngày như là đã hẹn thì đương đơn cần phải thay đổi ngày phỏng vấn của mình qua hệ thống xin visa hẹn phỏng vấn trên mạng tại các trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ và phải in ra giấy xác nhận ngày hẹn mới. Đương đơn không cần phải liên hệ với phòng lãnh sự hoặc là Đại sứ quán Hoa Kỳ. Và thứ hai là nếu mà bạn nói tiếng Anh không giỏi thì bạn có thể phỏng vấn bằng tiếng Việt hay không? Thì Tân Đại Dương trả lời rằng là bạn có thể. Các viên chức lãnh sự thì đều biết tiếng Việt và có phiên dịch phục vụ đương đơn phỏng vấn. Và câu hỏi thứ ba là liệu thân nhân hoặc là luật sư đại diện của bạn được tham dự buổi phỏng vấn xin cấp visa của bạn hay không? Thì theo quy định chung được áp dụng toàn cầu thì không có bất cứ bên thứ ba nào được phép tham dự buổi phỏng vấn xin visa không di dân. Và một vấn đề nữa là như thế nào là đương đơn được xem là có sự ràng buộc tại Việt Nam? Thì những ràng buộc ở đây là những khía cạnh cuộc sống của đương đơn mà chúng ràng buộc đương đơn với nơi mà mình định cư trú, bao gồm như là các mối quan hệ gia đình, công việc và sở hữu tài sản. Trong trường hợp đương đơn còn nhỏ tuổi thì viên chức phỏng vấn sẽ xem xét về trình độ học vấn, bản điểm, tình trạng cha mẹ của đương đơn và những kế hoạch trong tương lai cũng như là sự phát triển tiềm năng của đương đơn ở Việt Nam. Mỗi đương đơn thì có một tình trạng khác nhau nên là sẽ không có câu trả lời chung cho đương đơn để chứng minh mối ràng buộc này. Và vấn đề thứ năm là tại sao cuộc phỏng vấn của bạn thì quá ngắn, viên chức chỉ hỏi bạn một vài câu hỏi và hầu như là không xem đến giấy tờ của bạn. Thì trong một ngày làm việc, một viên chức có thể phỏng vấn rất nhiều đương đơn trong một thời điểm ngắn. Tuy nhiên là trong đơn xin visa của đương đơn, nếu được hoàn tất đầy đủ, đã bao gồm hầu hết các thông tin cần thiết cho việc xét cấp visa, thì viên chức chỉ xem đến những giấy tờ của đương đơn khi viên chức cần làm sáng tỏ hơn nữa tình trạng của đương đơn. Và mọi thắc mắc về vấn đề này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148 Sài Gòn